Ở Việt Nam mình ăn uống á thì các bạn sẽ có người khác dọn, thì cái đó là văn hóa luôn. Tại vì nhân công bên mình rẻ thì chủ quán cũng sẵn sàng dọn cho khách hàng, ai cũng làm như vậy. Thì mình ăn xong mình coi đó là một cái sự tiện lợi, một sự phục vụ thì ok. Thì bên Singapore á thì ngày xưa nó cũng là như y chang như Việt Nam, nhưng mà gần đây người ta ban ra một cái luật thì mình cũng không biết, thì mình qua đó mình ăn xong cái mình đứng lên mình dậy, mình đi, thì cái bạn quán đó các bạn nói với mình là bạn đứng lên bạn phải dọn cái bàn, nếu bạn bạn không dọn á thì camera nó ghi lại thì nó sẽ gửi cảnh báo cho bạn, thì lần thứ hai bạn sẽ bị phạt 300 đô. Mình nói à thì ra là vậy, thì ra là có cái luật này, ok mình ghi nhớ và mình sửa đổi. Thì mình mới hỏi là tại sao có cái luật này, thì người ta nói là ở Singapore nhân công rất là mắc, những người bán ở trong food center á thì người ta chỉ là người buôn bán nhỏ thôi, thì người ta không có đủ khả năng để thuê người làm việc cho họ. Thì lương căn bản của người Singapore thì cũng phải là 3-4 ngàn trở lên, mà các bạn biết đó, lương 3-4 ngàn thì buôn bán nhỏ như thế này làm sao thuê được những cái người lương 3-4 ngàn để giúp việc như là dọn bàn gì kia, chả sao nổi. Nhưng mà muốn thuê người nước ngoài thì lương cũng 1-2 ngàn thôi, rất là rẻ. Nhưng mà luật lại vướng thêm một cái là muốn thuê người nước ngoài thì thì phải thuê 10 người Singapore mới thuê được một người nước ngoài lương rẻ. Cái giải pháp này rất là khó cho những người buôn bán nhỏ ở Singapore. Thế là chính phủ mới nghĩ ra một cách để tiết kiệm chi phí cho tiểu thương, thì hay nhất là bắt khách dọn bàn thì tiết kiệm cả đôi đường. Đây là cái biện pháp rất là hay và giải pháp tất cả những cái vấn đề về về lao động ở Singapore luôn. Thì từ đó mới đẻ ra cái việc mà khách hàng ăn xong là phải dọn bàn, nó không liên quan tới ý thức nha các bạn. Ý thức chỉ là một phần nhỏ thôi, mà liên quan tới luật pháp nè, liên quan tới chính trị, liên quan tới xã hội, liên quan tới văn hóa. Tại vì ở Singapore nhân lực nó rất là đắt đỏ nên rất là khó, nên người ta phải nghĩ ra một cách là bắt khách dọn bàn để tiết kiệm chi phí. Đó cái mình mới vô nhà hàng của Singapore mình ăn. Mình bị lần trước bị ám ảnh cái vụ bị phạt 300 đô thì không có bị phạt, chỉ bị nhắc nhở thôi. Nhưng mà mình bị ám ảnh cái việc đó, mình vô nhà hàng ở Singapore mình ăn xong cái mình với đối tác ăn xong cái mình đứng lên mình dọn, cái đối tác kêu để xuống đi. Tại vì đây là nhà hàng thì nghĩa vụ của họ là phải dọn bàn cho mình rồi. Phí của nhà hàng nó đã bao gồm cái phí phục vụ những cái món trên bàn rồi. Mày không cần phải làm gì hết, mày ăn xong mày để đó đi, mày đi về người khác sẽ tự dọn cho mình. Ở Việt Nam á thì đang lùm xùm cái vụ mà ăn lên đứng lên dọn bàn. Thật sự nếu mà các bạn dọn được thì rất là tốt, nhưng mà mình cảm thấy nếu mà ăn xong mà không ở đó không có quy định tự dọn bàn này kia, mà các bạn ăn xong các bạn đứng lên các bạn về á, các bạn không dọn á, theo như quan điểm của mình thì cũng không đáng bị trách như vậy. Tại vì ở Việt Nam cái việc đó là bình thường, cái văn hóa nó đã có như thế thì các bạn cứ 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 làm như thế thôi, còn không đáng bị chỉ trích. Thì hiện tại Singapore đang có chương trình thuê kho bãi và nhân viên giá rẻ chỉ có 310 đô mỗi tháng. Các bạn Việt Nam muốn bán hàng online Singapore thì có thể tận dụng chương trình này. Họ sẽ giúp bạn xử lý hậu cần của việc vận chuyển quốc tế, giao hàng, gói hàng, pháp lý. Thì đây là một chương trình khá hay mà các bạn bán hàng online nên tận dụng để bán ở thị trường quốc tế nha. Thì chương trình này mình cũng đang dùng mà. Thì mình thấy hay nên mình giới thiệu cho các bạn. Hiện tại thì mình cũng đang hỗ trợ các bạn Việt Nam muốn làm gì đó tại Sing mà chưa rành về thủ tục pháp lý hay tìm kiếm thông tin hoặc là mối quan hệ ở Singapore, hoặc các bạn cần bất cứ sự giúp đỡ hay tư vấn gì vấn đề tài xin thì đừng ngại inbox mình nha. Ngược lại các công ty Singapore cũng thường nhờ mình giúp đỡ tìm kiếm đối tác ở Việt Nam. Thì để hợp tác với các doanh nghiệp ở Việt Nam thì họ nhờ mình kiểm tra thông tin hoặc là check các vấn đề về pháp lý để việc mua bán diễn ra an toàn và an tâm hơn ấy. Vì người xin người ta cũng sợ bị gạt mà, nên họ phải nhờ một người bản địa để tin tưởng để kiểm tra những cái thông tin này. Nên có thể nói công việc của mình là cầu nối giúp Việt Nam mình, Singapore có thể xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn trong thương mại quốc tế trong tương lai.